刚讲宝宝就昨天我们把那个地笼放在那个水池水塘里面了，然后我们今天准备去收网，走吧。Ngày hôm qua hai xóm cháu của dì đặt hai cái bên đây và cái bên kia. Bây giờ đi xuống hai cái ở bên kia trước coi có hay không. Chỗ này nó cũng chạm thôi. Cô chú nè. Bây giờ đi qua cái lợp bên kia to. Vài bữa nữa đi lên trên đại giả mua mấy con tôm hùm đất nhỏ nhỏ người ta bán á, thả vô đây nuôi nuôi cái thời gian nữa ra đây nó sinh sản là có nữa rồi. Sầu là búa dâu là chỉ có sầu có dao là cái con nhỏ thả cho nó đi đi. Còn cá lợp nữa. Giờ lại cái thằng đây trên đây có con bự này, dưới đây mấy con nhỏ nè. Đi đi vô. Có một con nhái,
mà nó chết rồi. Chỉ có hảo sầu không? Đây có mấy con. Chứ để thấy dưới con sầu. Đây, vô đây nè cô chú. Nó kẹp dính chùm. Cái nào nó hình thôi. Giờ tay thì nó nhìn. À, bây chắc. Giờ đi dừa. Cái đèn xuống đây rửa. Có mấy cái nhỏ nhỏ. Thả xuống đây luôn. Chú có sợ dĩ hình vậy mà. À. À. Đây em đi giặt. Giờ bữa kiếm chỗ nào đi đặt nữa. Cái hồ này thì trước Tết cạn nước, giờ trời mưa riết nước đầy lên tới đây rồi nè cô chú. Nhà ông bác đó trước có cái chuồng vịt. Đem về tới nơi cô chú các bà nội nó đem thử lại cái hồ mà hồi năm rồi thả cá ở đằng kia, đem lại đặt thử coi không. Giờ hai thím cháu lấy thức ăn bỏ vô lợp đi đặt tiếp. Cái bọc thức ăn hồi hôm qua còn nhiều lắm. Sư phụ thím nhả tiếp được rồi. Bữa nay nắng lên rồi. Hồi chạy xe đi. Hả là khởi gì ta? Để đây đi kiếm chỗ nào. Chỗ nào chú? Chỗ này chỗ nào? Nơi đi xa chứ. Nơi đi khởi xa chứ. Ở đây người ta có xây cái đường đi ra đây cô chú. Đó là có chỗ đứng xây dài tới đằng kia luôn. Giờ chỉ thảy ra đây một cái. Không biết thảy ở dưới này. Cột vô cây này luôn. Rồi đặt ở đây một cái. Rồi lại phía trước kia đặt thêm cái nữa. Ở đây đặt thêm một cái nữa. Một người đây. Hy vọng là ngày mai cá thông sẽ có. Không có nhiều, có ít vài con cũng an ủi. Này đi ngủ ra bên kia có đường. Xin ná đi à? À, à. Xin mời sai à? Đi về bà nội đi ra gãy hai ít bồ con anh vô cho gà cho thỏ ăn à. Mà thấy chặt ta cái thú chứ cái chi xưa. Con chào ông bà thích chú.
hai chị đi rồi đông xe với chị này. Thôi đông đi học rồi đó, con đi chơi rồi nha. Bye bye. Không có cầm cây cho cây đây. Cầm cây hồi té trúng chết. Rồi đi chơi đi. Chị đó cầm ta. Con không cầm. Cầm lại nó hỏi chúng vô té nó sốc chết. Đi chơi đi. Mẹ bây giờ nè, bán thịt tôm cho ta ăn nè. Bán phòng tôm. Bán phòng tôm. Hồi đầu chị về Việt Nam rồi qua lại đi lên trên Bình Dương rồi chị Huyền cho 6 hộp này nè coi chú. Rồi qua đây chiên cho mấy bác, rồi cho vợ chồng Văn Huệ, cho thím Út ở trên nữa. Giờ ở nhà còn 2 hộp nữa, bây giờ lấy ra chiên ăn nữa. Dạ. Giờ bà nội lấy thêm cái cỏ chanh với mấy cái cây hạt dẻ mà nó hạt dẻ gừng thấp thấp đó coi chú. Lấy ra đốt cho hết. Còn tới tháng nắng thì kiếm cái khác. Sao là hay vô cha gì khởi gì khởi gì muốn ra đây nè. Dầu vẫn chưa sôi, chiên ăn xong cái gì đưa dân xanh ra ngoài chợ để cho dân xanh bắt xe lên Đại Giả. Chịu lại lại nè. Khởi gì? Khởi gì phân? Khoai cho đời này nè. Tỉnh ra, cho tỉnh ra. Được cái đó, dầu được. Khởi gì nè, nó chưa khởi gì? Họ khen nè mà. Luôn sẵn khoái chịu nè. Nở ra kìa. Mà cái hầm gò. Rồi bỏ lên cái vợt này. Rồi có gì chợ một cái vợt siêu to luôn. Cái vợt này mà bỏ đậu hũ với mấy cái này chiên cái này vớt cho nên là đúng bài luôn. Mẹ đầu tiên này để đây cúng ông bà. Giờ kia này nó ai bổ vô nhỏ nhăn phải lại xưa không? À, chỗ này nó bị hét rồi. Ở thảo thì giao cái thảo thì giao lúc ở đây thì và cái xương của nó có bánh phồng tôm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Căng phân này xa chỉ phân chung à. Khởi gì lá xu lái à. Nhân phân nhân nhau khởi gì lá xu lái.
hết rồi. Thêm cái nữa hả? Từ khi ăn cũng xong rồi. Giòn thấu luôn. Xin mời cô chú anh chị ạ. Thêm hai lần nữa thôi. Có sót à? Không, còn chua đây là. Chị coi chua này phải thấy và ngon lắm, còn dùng dầu thấu chua này pha còn cái gì lại rồi nhiều rất nhiều hỏi luôn chị hỏi giờ đây cha hỏi luôn. Chiên ra hết được nhiêu đây? Đây nữa. Rồi cho rau xanh đem ít đem lên trên đại giả ăn. Đây là cái thời gian khoan cái tươi gà hay cái chân bằng. Hà sử dụng em này là cái chi tổng. Chi tổng. Chi có chiêu sử dụng khoan lượng lèng đó hả? Thở gì không? Ngọc nói là nếu mà sử dụng được chứ cái gì rồi đó. Mày mày rồi nữa cái gì đưa dân xanh đi ra xe về. Chứ đây là lá tái vừa cho đây nè, đây hai đồng một tái này xì xì xíu. Sao tôi lưu đèn là? Lưu đèn mấy sơ, xì xe vũ đèn đua dầu sơ. Lái tái chơi cho điện xưa tái chơi đi rồi chơi. Rồi lấy cái bọc, thấy bọc phải lớn. Ăn nhiều đấy, nhiều giọt đấy nhiều. Lấy lá xưa, hai đi. Mẹ ăn mua nhất vừa họ to lỗ. Gì cũng ngọt, cái này ngọt đâu ngọt. Ăn cái gì cũng ngọt. Nãy giờ con ăn mấy cái rồi? Hai cái rồi. Rớt. Bỏ đi dơ, bụi dơ, lụm rau đó, hồi trong gà nè. Cô đi làm sang cơ bà. Ra chị cơ. Nó đi. Đây đó bà. Mình bỏ à. Bà cho chị cơ. Nhá. Lấy chị cơ bà. Lấy cơ. Nhá. Nhá. Trời. Chị cơ bà. Lấy chị cơ. Con này con này. Thế chưa bà? Con đã lâu gì chưa cơ bà? Mày bà. Ai cũng bất xử đấy à. Hảo xăng à? Hảo xăng. Hảo xị. Cái này hẳn xuyên à? Hảo xăng. Hảo xăng. Bảo mà hả? Đi nè. Chị cơ bình mã cho bất xử. Được bài. Sáng sớm hồi lại mà tái lại đó. Tái lại được. Với cơ chị chê khăn gọi là sư biển. Tha sung gọi ta sung gọi lưu hở và tái lại cho đi. Ừ. Mấy bà bác bữa nay thấy gì đi đặt cái tôm hùm đất có hỏi gì nhiều không? Ây da. Được nhiều đây. Ôi giỏi mình nè. Nó thấy mình là quá thiệt quá. 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 Nó thấy mình là quá thiệt quá.
Yeah. Ngồi xuống đứng lên rất là khó. Phú Quý à? Nãy ông nội mua cái này 15 tệ nè cô chú. Bà bác nói cái này cũng không đắt. Mua cái này về để bơm xe, khỏi đi ra ngoài bơm. Ra ngoài bơm mỗi lần tốn tiền. Mua cái này tự bơm 15 tệ. Hồi nãy cái điện thoại cũ á là đổi được cái đồ hút rác với cái kéo này nè cô chú. Lâu lâu có mấy xe ta đi vô đây ta đổi điện thoại lấy đồ dùng vậy nè. Đổi. Mà muốn cái nào nhiều tiền hơn thì bù tiền vô. Cái này bữa hổm nhà cũng có nữa mà hư rồi, này ông đổi cái khác. Kẹp vô nách. Kẹp vô nha. Bơm cho xoài sâu lớn lên luôn nha. Cao lớn bằng chị luôn nha. Đó. Cao lớn chưa? Chưa. Chưa. Hiếu nhỉ. Coi chừng hư của ông nội đó nha. Coi chừng hư của ông nội á. Đây là mồ là, đây là mồ là. Nhìn không chắc. Nhỏ vậy.好痒啊。还有个谢不依，你知道？奶奶，这是我妈妈，请帮我妈妈，我妈妈。你听我妈妈的，给你买了。好好好好。我还没摸着到嘛，我好，这一摸到，花就到来了，都都白有哎，到红就都都白了，到摸来。Mấy cái đồ dễ bể. Em không biết. Dạ phải. Mai đi học lại rồi. Dạ. Tao muốn đi học. Tao thích đi học. Tao nhỏ còn. Tao còn thuốc đi học không nhớ. Nhỏ nhớ mẹ. Bây giờ đi học sáng đi chiều về cứ ở đâu nhớ nè. Dạ phải. Mẹ đi. Sáng đi học đến chiều về cái phải nói. Ba mẹ tao đi học về rồi. Khi phụ nắng to. Tìm nữa. Dạ tặng mẹ. Anh chào mẹ, hẹn ngày mai gặp lại. Anh mãi.